Xin chào mọi người, hôm nay mình gom được một chuyến đi xe tải. Hôm nay là mình sẽ đi chợ Bình Thạnh Cai Lậy và cầu Kinh 12 Cai Lậy. Thì cái này là gom xe tải thì có nghĩa là được cùng tuyến đường, hoặc là nhà khách mà xe tải tới nhà thì mình có thể gom được à. Cho nên là lâu lâu mới gom được một chuyến. Thì đây thì mình sẽ gắp sẵn, gắp tương đối thôi rồi tới chỗ mới gắp máy. Thì bộ phi của mình là dùng nguyên phi hai ổ đạn cốt lắp bơm 20, trong bộ thì có cổ phun sình nắp đậy máy, hai mũ khoan. Ở đây khách có mua kèm mà theo ống để mà cầm tưới bơm sình. Thì ở đây khách đặt là mình không có nhận cọc, giao ráp tới nhà, hoặc là nếu mà gửi bưu điện thì khách nhận hàng xong rồi thanh toán, chứ mình hoàn toàn không có nhận cọc ạ. Nay đi 4 bộ. Thì mình ở đây là xưởng sản xuất mẫu bơm bùng này thì là do mình chế ra đầu tiên. Rồi mình lên đó mình sử dụng, mình cảm thấy nó đạt hiệu quả cho nên là mới sản xuất số lượng nhiều để mà bán tới người tiêu dùng. Thì ở đây là mình làm xuyên suốt luôn, nắng hay mưa gì mình đều làm hết chứ không có nghỉ ạ. Anh uống được mấy không?